Bạn có biết 90% lượng whisky tiêu thụ trên thế giới là whisky pha trộn, blended whisky? Vậy tại sao chúng ta không thử tự làm một ly whisky? Trong vlog ngày hôm nay, tôi sẽ chỉ cho bạn 6 bước đơn giản để làm một ly whisky mang thương hiệu của riêng mình. Hãy cùng tôi quay ngược về giữa thế kỷ 18 để hiểu được lý do ra đời của blended whisky. Vào thời kỳ đó thì whisky được bán theo thùng cho các tiệm tạp hóa. Sẽ có những thương hiệu được ưa chuộng hơn và cháy hàng. Vậy nên để bán hết số hàng còn lại thì các tiệm tạp hóa này đã học cách pha trộn các loại rượu với nhau để tìm ra hương vị phù hợp và giá thành hợp lý hơn. Lý do thứ hai, bởi vì rượu whisky thời kỳ đó mang một vị khói rất nặng do việc sử dụng bùn trong quá trình sấy khô lúa mạch. Vậy nên để phù hợp với khẩu vị của nhiều người thì họ đã học cách phối với các loại whisky mang tính trung hòa như là whisky làm từ ngũ cốc. Dần dần qua năm tháng, cái bộ môn phối rượu này đã được nâng tầm và chúng ta có các vị trí mới như là master blender tại các nhà máy. Một trong những thương hiệu rượu whisky blended nổi tiếng nhất thế giới đó chính là Johnnie Walker. Hãy cùng tôi điểm lại những dụng cụ cần thiết trong buổi blend ngày hôm nay. Tôi có phần jack để đong rượu, ly để nếm thử whisky, một vài chai single malt và single grain để pha trộn. Và cuối cùng tôi có một chai rỗng để chứa thành quả của buổi blend ngày hôm nay. Tùy thuộc vào bạn muốn hương vị gì, đó là một hương vị cân bằng và hương hoa, hay là một hương vị mạnh và hoa quả, hay đó là vị cay và vị khói. Tất cả sẽ ảnh hưởng tới các tỷ lệ mix giữa các chai single malt và single grain. Bước 2, nếm thử các loại rượu. Mỗi một chai single malt sẽ có một cá tính khác nhau, chai thì ngọt, chai thì đậm và chai thì cay. Vậy nên hãy nếm thử chúng để phân loại cho quá trình blend tiếp theo. Chai đầu tiên, Manoc Mall 13. Chai này có vị đậm, rất đậm, vị của Christmas cake, vị cay. Tiếp tới, chúng ta có chai Glenallachie Ratamako. Đây là một loại rượu được ủ trong thùng rượu vang Tuscany ở Ý. Sẽ cho ra một hương vị berry, vị quả cam. Sẽ thử xem. Tiếp tới là Glenallachie 12 được ủ trong thùng rượu vang Sauternes, là một loại vang tráng miệng của Pháp. Vị hoa quả, vị đào và vị bưởi. Tiếp tới Lafroy. Không cần phải giải thích nhiều về chai rượu này bởi vì ai cũng biết rằng Lafroy là một trong những chai rượu khói mạnh nhất ở trên thế giới. Và cuối cùng, chúng ta có thành phần chính ngày hôm nay, đó chính là Cheetah Single Grain, một loại whisky được nấu từ ngũ cốc và sẽ có vị ngọt. Rất thích hợp để làm phần base. Bước 3 là chọn phần base. Cũng như khi pha một ly cocktail, chúng ta nên chọn phần base mang tính trung hòa và nhẹ. Không có gì thích hợp hơn là một whisky được làm từ ngũ cốc. Quy tắc cơ bản, phần base sẽ chiếm 50% thể tích. Bước 4, hãy blend. Hôm nay tôi muốn một cái loại whisky gì đó mang hương vị đậm và nhiều hoa quả. Tuy nhiên tôi sẽ bắt đầu bằng cách đổ 50% rượu whisky làm từ ngũ cốc vào cái jug này. Đây tôi có một cái jug là 500ml.
nên tôi sẽ đổ 250ml. Đó là phần base của tôi. Để tạo ra được một loại whisky mà có vị đậm và hoa quả, chúng ta cần một loại single malt rất là mạnh. Không gì thích hợp hơn là một chai Manuk Malt được ủ trong thùng First Fill Sherry và đóng tại cask strength. Tôi sẽ đổ tầm khoảng 20%, là tương đương với khoảng 100ml. Ok, màu sắc đã biến chuyển rất nhiều. Tiếp tới tôi muốn một cái hương vị hoa quả gì đó mang một vị quả nhẹ nhàng, thì tôi nghĩ một chai thích hợp sẽ là chai Glenallachie 11 được ủ trong thùng Grattamacco, là một loại rượu vang đến từ vùng Tuscany của Ý. Tôi cũng sẽ đổ tầm khoảng 20%, là 100ml. Tôi cảm thấy như này chúng ta đang thiếu một chút vị chua của hoa quả. Vậy nên hãy thử bỏ 8% của chai Glenallachie 12 được ủ trong thùng Sauternes, một loại rượu phang tráng miệng của Pháp. 8% khoảng 40ml. Có vẻ rượu whisky này hơi bị êm quá. Tôi muốn một thứ gì đó kích thích và làm dậy mùi vị. Có lẽ không gì thích hợp hơn là một chai Lafroy 10 với một vị khói siêu mạnh. Tuy nhiên tôi không muốn cái whisky này có quá nhiều vị khói, vậy nên chỉ một chút là đủ. Một chút tôi nghĩ tầm khoảng 2%. Tôi sẽ bỏ khoảng 10ml. Ở các nhà máy rượu thì sau khi blend xong, họ sẽ đem cái hỗn hợp đó ủ thêm vào thùng để các hương vị hòa quyện vào nhau. Tuy nhiên, blend rượu ở quy mô nhỏ như này thì chúng ta cũng cần phải làm vậy. Tuy nhiên, cũng nên chuẩn bị một chai để đổ cái thành quả ngày hôm nay của mình vào. Và đây là một chai rượu whisky mang thương hiệu riêng của Đăng Tàu Whisky. Hãy để một lúc cho các loại rượu được hòa quyện vào nhau, cho các mùi hương được lan tỏa, rồi mới thưởng thức. Như nào là một chai blended whisky ngon? Đó là khi chính bạn hài lòng với hương vị. Tôi hy vọng với 6 bước vừa rồi có thể giúp bạn tự tin hơn khi blend rượu tại nhà. Nếu bạn gặp khó khăn gì, hãy cho tôi biết ở phía dưới phần comment và tôi sẽ hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo của Đăng Tàu Whisky.